Mùa hè nắng nóng là khoảng thời gian bệnh dại ở chó mèo bùng phát mạnh nhất. Từ đầu tháng 6 tới nay, số người bị súc vật cắn phải điều trị dự phòng trên địa bàn tỉnh tăng mạnh. Trong buổi sáng ngày 24 tháng 7, chỉ tính riêng tại phòng tiêm chủng Sapo, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã có 7 người đến tiêm phòng chó cắn. Theo thống kê tại phòng tiêm, năm 2019 đã có hơn 1.000 ca phải điều trị dự phòng vì bị chó mèo cắn. Từ đầu năm tới nay, đã có hơn 600 ca bị chó cắn đến tiêm phòng tăng mạnh trong mùa hè. Hiện bệnh dại vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Khi đã lên cơn thì bệnh nhân sẽ tử vong. Do đó, việc sử dụng vaccine đúng và kịp thời sau khi phơi nhiễm là biện pháp duy nhất điều trị dự phòng an toàn, đảm bảo tính mạng người bị chó dại cắn. Thời gian tốt nhất để điều trị dự phòng bệnh dại là 24 đến 48 giờ sau khi bị cắn. Càng kéo dài thì hiệu quả phòng dại càng hạn chế.